chào anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của TTT Việt Nam. Hôm nay thì chúng tôi có mặt tại công trình của anh Phong ở Bắc Giang, một cái công trình mái Nhật với diện tích khoảng 200 m². Và bên cạnh tôi đây là anh Phú, một tổ đội thi công chuyên nghiệp và rất là lâu năm của công ty. Thì hôm nay có mặt tại công trình thì muốn hỏi qua anh Phú về các cái chủng loại kèo thép, rồi là các cái phương án thi công của công trình anh Phong. Thì anh Phú ơi, ở đây thì cái công trình anh Phong này thì mình sử dụng hệ kèo này thì tôi thấy rất là dày. Thì cái khoảng cách kèo này ở đây nó đang là bao nhiêu mét hả anh Phú? Một mét, khoảng cách kèo là 1m15. Vâng, thì mình cứ phải làm là 1m15 hay là mình có thể co giãn ra hơn được không anh? Hay là nó cố định là 1m15 ạ? Thì trong vòng từ 1m15 hoặc là 1m2 đổ lại thì vẫn được. Vâng. Và đúng tiêu chuẩn. Vâng. Ở đây thì em thấy là nhà anh Phong ở đây thì anh ấy sử dụng cái ngói là ngói phẳng trắng men. Thì ở đây đối với cái ngói này thì mình sẽ chia cái khoảng cách mè là như nào anh Phú? Cái này là khoảng 33 phân. 33 phân, khoảng cách là 33 phân. Vâng. Thì một cái nữa mà rất nhiều người hỏi là đấy, mình xử lý như nào để chia được các cái hàng mè này đều là một này. Và cái thứ hai là các cái hàng ngói nó không bị gãy ở chân. Đấy, thì như thường thường này mình làm kèo thì mình sẽ giật kèo lại khoảng cách nó là bao nhiêu để cho các cái hàng ngói nó được phẳng và nó không bị gãy cái hàng chân hả anh? Cái này là mình phải lát xê kèo. Mình tính tại vì mỗi cái mái nó có độ dốc khác nhau cho nên là mình phải lát xê kèo trước để mình lấy chuẩn trước. Vâng. Thường là cái hàng chân lúc nào cũng cao hơn hàng bình thường là 2 phân, 2 mm. Vâng. Thì hầu như là tất cả các loại ngói đều hàng chân lúc nào cũng cao hơn 2 phân. Vâng. Để tránh cái trường hợp nó bị gãy ngói rồi là nước nó luồn ngược đúng không anh? Vâng. Nói chung là phải lát không cố định cái gì cả, mình phải lát xê kèo trước thì mình mới lấy chuẩn được cái hàng ngói chân chứ không lấy chừng được. Với cái kinh nghiệm của một người mà thi công mái rất là lâu năm rồi, cũng đã trải qua tất cả các cái chủng loại thép từ thép hộp mạ kẽm đến thép siêu nhẹ này, thì anh Phú có thể nói được là cái thép siêu nhẹ này nó có một cái ưu điểm gì hơn, hoặc là về cách triển khai, cách thi công nó tốt hơn, hoặc là nó có nhược điểm gì so với các dòng thép hộp không anh? Nếu mà thép nhẹ này thì tốt hơn nhiều chứ, nó là thép mà. Còn vâng. cái hộp kẽm kia là nó là sắt thôi. Vâng. Cái này là hộp kim loại là thép mà nhúng kẽm nó mạ nhôm. Vâng. Nhúng nóng này thì bền. Thi công nó cũng sẽ nhanh hơn đúng không anh? Em thấy anh thi công cái công trình này gần như là mình làm khung nó chỉ mất khoảng 2-3 ngày là mình đã hoàn chỉnh xong một cái phần khung này rồi. Và gần như là nó không hàn xì thì nó thi công nó sẽ rất là nhanh. Nó nhẹ nhàng, dễ làm hơn. Dạ vâng. Có nghĩa là thi công nhanh hơn. Rồi là vật liệu thì là vật liệu không gì, liên kết vít thì là các anh em thợ triển khai nó cũng sẽ nhàn hơn đúng không anh? Đấy. Thế còn về cái chịu lực thì ví dụ như là mình đã trải qua cả hai dòng thép thì mình cảm giác về cái công năng chịu lực của cái thép nhẹ này thì nó có ok không anh? Nó mình làm zig zag này thì nó làm xong là nó cứng lắm. Vâng. Sắt hộp thì nhiều lúc làm không chuẩn là bị co bóp. Dạ. Khi quá trình mình hàn. Thật ra là như bên em cũng chia sẻ với rất nhiều khách hàng thì về bản chất thép hộp cũng rất là tốt, nhưng quan trọng nhất nó vẫn là tay nghề người thợ, phải không anh? Muốn có một cái mái ngói đẹp thì là người thợ sẽ phải rất là chuyên nghiệp thi công phần mái, thì chúng ta có thể ra được những cái công trình mà nó vừa đạt thẩm mỹ vừa đảm bảo về mặt kết cấu. Đấy. Đối với các cái chủng loại ngói thép siêu nhẹ này thì là mỗi một công trình thì bên em thì sẽ đều có tính toán kết cấu chịu lực này lên một cái bản vẽ chi tiết. Đấy, để đến khi triển khai thì các anh em thợ cũng sẽ dựa vào cái bản vẽ đấy và chúng ta ra được các cái hệ khung kèo như này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.